Chị em Trúc Nhi Diệu Nhi tươi cười nắm lấy tay bác sĩ, dự kiến sẽ tập đi trong 6 tuần tới. Sáng ngày 7 tháng 8, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết sức khỏe của hai chị em Trúc Nhi Diệu Nhi tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Thanh bột ngang cố định khung chân và xương chậu trên người Trúc Nhi Diệu Nhi đã được bác sĩ cắt đi 1 cm. Dự kiến trong 6 tuần tới, hai bé sẽ tập đi. Theo bác sĩ Nguyễn Dương Phi, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, ekip chỉnh hình nhi trong cuộc mổ tách hai bé Trúc Nhi Diệu Nhi vào ngày 17 tháng 5 cho biết, vào chiều hôm qua, ngày 6 tháng 8, đã tiến hành cắt cây bột ngang cố định khung chân và xương chậu của hai bé. Cứ 3 ngày sẽ dịch vào 1 cm, xích lại dần dần, khớp háng của hai con cũng đang phục hồi rất khả quan, sức cơ và xương đều tốt. Khoảng 6 tuần tới, Trúc Nhi Diệu Nhi sẽ tháo bột hoàn toàn và tập vật lý trị liệu, tập đi. Mong chờ cả hai bạn Diệu Nhi đáng yêu nhà ta tung tăng lắm luôn, bác sĩ Phi vui mừng chia sẻ. Nằm trên giường bệnh, Diệu Nhi đưa bàn tay nhỏ xíu cầm lấy tay in hẳn dấu găng của bác sĩ Phi và nở nụ cười rạng rỡ. Nhìn hình ảnh của hai thiên thần nhỏ, tất cả mọi người đều mong chờ một ngày không xa sẽ nhìn thấy Trúc Nhi Diệu Nhi nắm tay nhau tung tăng trên đường. Tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định, giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, trong vòng 3 tháng tới, hai bé phải trải qua thêm 4 cuộc đại phẫu thuật tạo hình khung chậu, tiết niệu, tiêu hóa và tầng sinh môn để tìm lại cho mình cơ thể nguyên vẹn. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ dành cho hai chị em Trúc Nhi Diệu Nhi. Như trước đó chúng tôi đã thông tin, Trúc Nhi Diệu Nhi sinh ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh, là hai bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố đã tiến hành theo dõi, chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn 1 năm chung sống trong một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả bằng lời, Trúc Nhi Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm 15 tháng 7 trong cuộc đại phẫu thuật quan trọng của đời mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.